Chào mọi người và chào thầy và chào các bạn. Con tên là Duy Hướng, con năm nay lên học lớp 7 lên lớp 8 và con học ở trường Đông Mơ Xuất Thầy Hà Nội. Trong cái chương trình học làm lập trình web này thì con đã ban đầu làm về theo đúng đúng như bài giảng của thầy là làm về web giá vàng. Sau đấy sau sau khi thầy dạy cho con hết về cách những cách lập trình cơ bản cho để hiện hiển hiển thị mọi thứ lên trên cái web của con thì con đã biến biến đổi nó thành web để mình có thể thấy được cái bảng xếp hạng V-League của Việt Nam, của Việt Việt Nam Bóng giải đấu bóng đá mà đá. hiện hiện tại nó đang rất nổi. Và bảng xếp hạng này thì con lấy nó trực tiếp trên trang golf.com. Cái vụ máy đâu? Ban ban đầu nó sẽ như này và con không thể lấy được hết. Con là lấy được hết tất cả nhiều cột này cho nên là con chỉ lấy khoảng thêm cột trận thắng, trận hòa và trận thua và tên đội bóng cùng với cái vị trí. Thì sau đây là cái bếp của con. Web của con thì con mở rộng thêm từ cái file HTML mà thầy gửi. Con có tìm hiểu trên mạng thêm về vấn đề cách để mình thêm một số đoạn mã lệnh để khiến cho cái bảng HTML của mình nó trông trông nó sẽ được thêm nhiều hàng và căn đề chuẩn như Excel. Thì trong đấy con có lập trình trận thắng, trận hòa, trận thua của các đội top đầu như top 6 đầu như Hà Nội, Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Viettel, Nam Định và Hà Tĩnh. Con có cập nhật thời điểm về thời gian và ngày giờ. Tất cả những cái dữ liệu được hiển thị trên này có thể được thay đổi tùy vào tỷ số trận thắng của ngày hôm sau hoặc là của những trận đấu sau đấy. Nó có thể được thay đổi theo trang cho cách tính là golf.com. Con có rất nhiều ý tưởng như là làm về bảng xếp hạng game mà con đang chơi là Valorant, nhưng mà cái đấy nó hơi khó tại vì nó dùng một số các mã lệnh như là I, IL và UL, nó khiến con khó để lấy được thông tin cho nên là con chuyển qua làm Village. Sau khi tìm các trang có thể lấy được mã lệnh tốt nhất thì con thấy trang golf.com này là con có thể dễ dàng lấy được cái mã nguồn. Về một số cách để mà con có thể canh ăn để giữa mấy cái dữ liệu này trong cái bảng Excel của con là con chuyển cái cách lập trình từ HTML sang CSS để con canh cái dòng của nó ở trung tâm. Còn cái cuối này thì con vừa căn dòng ở trung tâm và vừa để cái chiều dọc của nó ở trung tâm. Và tất cả những cái này thì con đều thay thay đổi để con dễ dàng lấy thông tin và
copy vào để dán hướng vào. Bài thuyết trình của con đến đây là hết ạ. Mong thầy và các bạn cho nhận xét ạ. Rồi, thì cảm ơn phần thuyết trình của Vy Hướng. Thầy mời Quốc Đại xem nào. Quốc Đại thì sao? Con thấy bạn thuyết trình có lẽ là cái phần bạn tìm trang web thấy nó cũng hơi nó không được, hơi thừa. Còn lại con thấy bài của bạn ổn ạ. Có chê cái gì không? Dạ con thấy cái phần mà bạn ở thuyết trình bạn nói về cái bạn đi tìm trang con thấy nó cũng hơi thừa. Rồi, ok, thầy cảm ơn phần nhận xét của Quốc Đại. Sau đây thì thầy sẽ nhận xét về bài của Duy Hướng. Tổng quan đây là một bài khá là tốt. Về tổng quan đây là một bài khá là tốt. Thứ nhất là về project. Project của Duy Hướng, thầy khá là bất ngờ. Bài này là về việc là mình đã có cái kiến thức về HTML để mình có cái sự thay đổi cũng như là cập nhật về cái thông tin. Thứ nhất về project của Duy Hướng về cái kỹ thuật lập trình là bài này đã đạt yêu cầu về kỹ thuật lập trình. Con Duy Hướng mở lại phần view cho thầy. Thì phải view. Vâng Đấy, thì ở đây thì bạn đã sử dụng đúng cái kỹ thuật lấy dữ liệu từ thông từ website, và sau đó thì bạn đã biết cách truyền dữ liệu vào file HTML đó, đúng theo những gì mà mình đã được học khá là chuẩn rồi đó. Và thậm chí bài này và bài của Duy Hướng tương đối là sáng tạo ở điểm là gì? Thứ nhất là cái lượng thông tin lấy nhiều hơn bình thường, cũng như là gì, cái phần thông tin mỗi cái thông tin khác nhau lại phải có các thẻ khác nhau, đúng không? Cái thẻ thắng nó phải lấy dữ liệu theo kiểu khác. Duy Hướng quận trộn lên cái phần thẻ, các thẻ mình lấy, đúng chưa? Mỗi cái công ty thì thắng hòa thua, tên đội thì lại có cái thẻ khác nhau, thẻ TD, thẻ span khác nhau, class khác nhau. Đó. Thì Duy Hướng đã thể hiện được là mình đã nắm khá là chắc về cái phần kỹ thuật lập trình là đạt yêu cầu rồi, và có sáng tạo thêm ở cái phần thay đổi về cái dữ liệu của cái file HTML, thêm cột, thêm các cột khác, rồi có những kiến thức về CSS để căn chỉnh cái thông tin của cái đối tượng HTML đấy, nào thì chữ căn ở giữa, rồi thêm bên nào, thì Duy Hướng đã có cái phần sáng tạo thêm phần đấy rồi. Và rõ ràng cái chủ đề của bạn khá là sáng tạo, đúng là mình không làm về giá bạc nữa, mình đi làm thu thập thông tin về phần đá, về ý tưởng khá là hay. Còn về cái thì đấy là phần project, project là rất là ok rồi. Duy Hướng mở lại cái phần trang kết quả cho thầy, cái kết quả sau khi mình đã lập trình được đó. Ở đây các bạn thì thấy là từ số thứ tự tên đội, cái số thứ tự này thì mình có cái số thứ tự này thì mình có lấy thông tin không, hay cái này mình fix cứng? Thật ra là cái số thứ tự này ban đầu con định lấy thông tin nhưng mà con thấy nếu như mà bây giờ lấy thông tin thì nó sẽ bị nhảy theo, nếu như mà nó xuống đây con nó có thể một xong rồi chui xuống đây, cho nên là con nghĩ là sau này con sẽ làm kiểu nó nếu như mà kiểu đưa ai ai có điểm số mà theo trung bình cao nhất thì sẽ được lên một, còn thì đấy là sẽ Thực ra thầy hỏi như vậy thôi, chứ thực ra câu trả lời là gì? Nếu giả sử mình lấy thông tin thì cái số tự, cái việc lấy thông tin số tự nó khá là không có nhiều ý nghĩa, đúng không bạn? Hiển nhiên là cái số tự ban đầu phải là 1, 2, 3, 4, từ trên xuống dưới rồi. Quan trọng là gì? Là cái với hàng 1 thì sẽ có cái thông tin của đội nào, hàng 2 của đội nào. Cái phần này nó cái cả mình lấy thông tin nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Mình fix cứng trực tiếp cũng được. Tôi fix cứng là có 6 đội. Được chưa? Tôi dữ liệu của tôi chỉ lấy 6 đội thôi. Đó, còn 6 đội này thứ tự như thế nào? Thứ tự như thế nào thì tôi sẽ lấy từ website bên này. Đó, đội 1 cái sẽ là đội nào, đội hàng đội nào. Nếu trong trường hợp dữ liệu này có sự cập nhật thì rõ ràng bảng của tôi sẽ có sự cập nhật theo đó, bảng tôi sẽ có sự cập nhật theo, được chưa? Và ở đây
Thì cái project của Vinh hướng là đã đạt yêu cầu rồi, nhưng về phần thì xét về phần thứ hai là về kỹ năng thuyết trình thì Duy hướng lần này thuyết trình khá là tiến bộ, tuy nhiên vẫn bị mắc một phải và một cái phần mà thầy vừa nhận xét cho Hoàng Linh xong, đó là gì, mình sẽ phải chỉ ra về cái thứ nhất là mình so khớp dữ liệu là cũng có so khớp rồi đấy, nhưng mà thực ra mình nên so khớp cho nó rõ hơn, kỹ hơn, ví dụ như một Hà Nội Tiên Ti thắng 8 trận này, hòa 5 thua 3 chẳng hạn, ví dụ thế, thì mình sẽ phải show lại bên này, mình mở lại bên này đấy, thắng 8 hoặc 5 thứ ba đấy, mình có thể khoanh giống như thầy này, thì dùng cái bút thầy khoanh vào để nhìn cho nó dễ, đúng chưa đó. Và ở đây mình có một cái quan trọng là mình phải thể hiện được là mình đã lấy dữ liệu như thế nào, ví dụ như tôi đã lấy qua thẻ TD, tôi đã lấy qua thẻ spend, thì mình làm sao mình nếm chuột phải vào mình thể hiện luôn, đây này có class là lấy quick watch standing matches one chẳng hạn, ví dụ thế, được chưa, thì mình sẽ thể hiện bằng cách mình sang cái web, mình quay lại cái web gốc, mình nhấn chữ phải vào và mình phân tích đó, ví dụ như để thẻ thắng nhé, thẻ thắng là các thông tin này, bây giờ con mở cái website gốc để mình quan sát luôn, mở cái website gốc mà còn lại thông tin đi đấy, mình nhấn chuột phải vào, mình nhấn chuột phải vào vào một thông tin và mình inspect nó, mình kiểm tra đấy, thì ở đây thì mình có thể con dùng dấu cuộn Ctrl và dấu cuộn để phóng to này lên, cái chữ hơi bé, con nhấn giữ phím Ctrl và mình cuộn chuột để mình phóng to cái chữ này lên đấy, thấy chưa, và con cuộn chuột xuống để nhìn đúng D thể TD đây, ui rồi to quá, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, và mình tắt một số cái vùng bên dưới này đi để cho nó có nhiều diện tích để hiển thị đấy, một số cái ô bên dưới, cái phần vùng bên dưới này mình xóa bớt đi đấy, thì đây mình phóng to lên một chút đi để mình nhìn thấy, đây mình tắt từng dấu x vào đây này rồi cái đấy, rồi mình cuộn chuột mình tìm lại, mình nhấn lại đi, mình nhấn lại chuột phải, mình nhấn lại chuột phải và mình lại kiểm tra lại đấy, mình thể hiện đây, đây chính là cái thẻ mà tôi lấy ra được đây đó, có class này này, thẻ TD có class này đúng như những gì mà tôi đã lấy, để thể hiện là đấy là cái cách tôi lấy dữ liệu của website này, và mỗi website nó sẽ được hiển thị dữ liệu với một thẻ khác nhau, có class khác nhau, đúng chưa, tùy thuộc vào cái mã nguồn của website đấy, thế cho nên là phần này khá là quan trọng, mình sẽ phải show ra, được chưa, còn lại thì Duy Hướng cũng đã trình bày đầy đủ về phần mô tả về dự án, những mô tả về cái phần mà mình chỉnh sửa chia sẻ mô tả về cái ý tưởng của tương lai, và Duy Hướng lúc nãy các bạn có xét về phần cái phần bạn dẫn dắt là bạn ý lý do vì sao bạn ý lại chọn website này nó hơi dài, nhưng thực tế lưu ý nhá là cái đấy là cái cần đấy chứ không phải là cái thừa đâu các bạn nhá, đến một chút nữa đến lượt con thì con cũng sẽ cần phải có một cái phần để mình nói ra giữa bao nhiêu giữa muôn ngàn website có dữ liệu như thế này, tại sao tôi lại chọn cái website này, đó nó phải có lý do, có thể là tôi pick ngẫu nhiên, ok pick ngẫu nhiên cũng là một lý do, còn search Google là tin tức đội bóng, tin tức về đội bóng của Village chẳng hạn đấy, và con lấy cái website đầu tiên con tìm được trong Google cũng được, hoặc là gì, lý do có thể là gì, con đã tìm một vài website rồi nhưng về cái phần code lập trình thì cái website này là dễ lấy nhất, các website khác khó, thậm chí có một số website khác có một số cái công cụ chắc không cho lấy dữ liệu chẳng hạn, thì thôi con đành chỉ con chọn mãi mới được cái website này là dễ lấy dữ liệu nhất đó, cái lý do hết sức là phù hợp đúng nào, và thậm chí như thầy đã nói là phù hợp, kể cả con lấy ngẫu nhiên cũng là một lý do đó, nhưng cái việc trình bày lý do là cái cần thiết thông thường nhá, các bạn khác cũng nên bổ sung thêm đấy, bạn ý như vậy là các website khác khó lấy, các website này là dễ lấy rồi, các dữ liệu nằm trong cùng một thể rất là dễ lấy nhá. Ngoài ra thì Duy Hướng trình bày khá là rõ ràng tự tin, nhưng chỉ có cái là có vẻ như cái chuẩn bị chưa được kỹ lắm, nếu mà chuẩn bị kỹ hơn thì cái trình tự nói cũng như là cái nội dung nói nó đỡ bị lộn xộn hơn, Duy Hướng lúc nãy nói có vẻ như là mình chưa được mình chuẩn bị kỹ về cái nội dung nói cái gì trước và cái gì sau, đúng không Duy Hướng?
Dạ vâng ạ. Đấy, mình mà chuẩn bị kỹ Còn hơn, nói cái gì trước cái gì sau theo chuẩn thứ tự về từ về sản phẩm rồi đến code rồi đến chia sẻ thì nó sẽ cái phần nội dung đỡ bị lộn xộn hơn. Còn lại thì đánh giá bài thuyết trình này đã khá là ổn rồi nhá. Rồi như vậy thì thầy đã xét tạo bài của Duy Hướng. Duy Hướng đã hoàn thành xong bài thuyết trình của mình.